Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nhờ Phạm Minh Chính, Trương Thị Mai đã bẻ lái ngoạn mục sang trưởng ban tổ chức trung ương. Trong ban bí thư, vị trí cao nhất là thường trực ban bí thư thì ông Võ Văn Thưởng đã lấy gọn. Người ta đang chú ý nhân vật mà thế chân trong Phạm Minh Chính là ai. Bởi theo truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam thì người thế chân sẽ là nhân vật được người tiền nhiệm giới thiệu. Điều đó rất quan trọng. Bởi vì thế lực Phạm Minh Chính là thế lực đang lên và sẽ mạnh nhất trên chính trường Việt Nam không bao lâu nữa. Ai mà được ông Phạm Minh Chính chọn đều có thể leo lên chức vụ cao hơn. Chức Thủ tướng đã định đoạt ngay tại Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của khóa 12 diễn ra vào ngày 16 đến ngày 17 tháng 12 năm 2020 rồi. Tuy nhiên, nhiều vị trí khác vẫn còn tiếp diễn đấu đá kịch liệt trong đảng. Đây là hình ảnh. Chiếc ghế của ông Phạm Minh Chính để lại là ghế đầy quyền lực. Khóa 12 có đến 3 người phụ nữ trong Bộ Chính trị và đặc biệt là hơn nữa có một phụ nữ đã đặt chân vào tứ trụ, đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Và đến nhiệm kỳ lần thứ 13, phụ nữ bị đẩy ra khỏi Bộ Chính trị gần hết, chỉ còn bà Trương Thị Mai mà thôi. Chứng tỏ bà Mai là một nhân vật đang có thế lực khá mạnh, yểm trợ chứ không thì bà cũng đã rơi ra khỏi Bộ Chính trị như hai người phụ nữ kia rồi. Được biết, Ủy viên Bộ Chính trị được phân bổ nhiều nhất ở Ban Bí thư, sau đó là đến Chính phủ, tiếp theo là Quốc hội và cuối cùng là cơ quan Chủ tịch nước. Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mỗi nơi một người, đặc biệt được phân bổ của Ban Bí thư thì khả năng tiến thân rất cao. Ai là Ủy viên Bộ Chính trị thì sẽ rất dễ vào 5 vị trí chủ chốt và ai là Ủy viên Trung ương Đảng thì cũng rất dễ rơi vào Bộ Chính trị. Được biết, chiếc ghế trưởng ban tổ chức trung ương hết sức quyền lực. Đây là cơ quan ban hành các chức tước cho ủy viên trung ương đảng và một số ủy viên bộ chính trị. Chính ông Phạm Minh Chính cũng đã lợi dụng vị trí này và bố trí một số vị trí để thiết lập lên mối đế chế cho mình sau này. Thông tin cho thấy bà Trương Thị Mai đã bẻ lái vào phút chót. Theo thông tin do gì cho biết, ông Phạm Minh Chính đã chọn bà Trương Thị Mai kế vị của mình trong vai trò trưởng ban tổ chức của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một vị trí đầy quyền lực trong ban bí thư. Bà Trương Thị Mai là người phụ nữ đầu tiên ngồi vào chiếc ghế quyền lực này. Đấy là một bất ngờ rất lớn, bởi khi ngồi vào đây người ta hiểu rằng bà Mai đang đứng trước nhiều cơ hội để leo cao hơn nữa. Trước mắt là sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng không được tốt. Ông có thể sẽ không đi hết nổi nhiệm kỳ mà sẽ có người thay thế. Mà khi có ghế trong xuất hiện ở ban bí thư thì đó là cơ hội để bà Mai có thể chám vào chiếc ghế trống của người khác, đặc biệt là ghế trống mà người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng để lại. Theo một số nguồn tin trước đây thì kết thúc Hội nghị Trung ương 14 của khóa 12, bà Mai đã bị Vương Đình Huệ lấy mất chức Chủ tịch Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Ngân để lại và bà đành chấp nhận chiếc ghế Phó thủ Chủ tịch Quốc hội hữu danh vô thực. Khi ngồi vào ghế Phó Chủ tịch Quốc hội thì gần như chỉ ngồi cho có vì điều hành Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội làm và những người ngồi sau lưng Chủ tịch Quốc hội ấy cũng chẳng có việc gì để làm mà quan trọng nhất là trong tay không có quyền lực gì đáng kể. Con người đã từng nắm vạn binh trong tay như ông tướng Đỗ Bá Tị mà khi về làm Phó Chủ tịch Quốc hội thì cũng chỉ là vật vờ như một cái bóng mờ nhạt sau lưng bà Nguyễn Thị Kim Ngân mà thôi. Đây là hình ảnh của bà Trương Thị Mai, người được cho là sẽ là tân trưởng ban tổ chức của Trung ương Đảng. Vấn đề là bà Trương Thị Mai có chấp nhận vị trí mờ nhạt đó hay không? Thông thường, phụ nữ hay cam chịu hơn nam giới. Khi mà bà Mai được bố trí vào vị trí phó thủ tướng, phó cho ông Vương Đình Huệ, thì không thường, người ta nghĩ bà Mai sẽ cam chịu. Người ta nghĩ rằng nếu tướng Đỗ Bá Tị còn cam chịu, huống hồ gì bà Mai. Nhưng không, người ta đã nhầm. Bà Mai đã bất ngờ lấy được chiếc ghế trưởng ban tổ chức của ông Phạm Minh Chính để lại. Một cú bẻ lái ngoạn mục không thể hay hơn. So với ghế Phó Chủ tịch Quốc hội thì ghế trưởng ban tổ chức Trung ương quyền lực hơn rất nhiều. Cơ hội cũng nhiều hơn và tương lai cũng sáng sủa hơn. Ai đã hỗ trợ bà Trương Thị Mai có cú bẻ lái ngoạn mục đến như thế? Như đã nói, chức trưởng ban tổ chức có quyền lực thứ hai trong ban bí thư. Và đặc biệt là khóa 12, ông Phạm Minh Chính đã xây dựng chiếc ghế trưởng ban tổ chức còn có thực quyền hơn cả chức thường trực ban bí thư của ông Trần Quốc Vượng. Nói thế để thấy chiếc ghế này
là bệ phóng rất tốt cho những người có tham vọng chính trị lớn. Trong Bộ Chính trị hiện nay có 18 người, hết 17 người là nam giới. Vì vậy, trong đó có rất nhiều người đang ngắm nghía chiếc ghế quyền lực này. Bà Trương Thị Mai là một phụ nữ, nếu một mình đấu với các đấng nam nhi để lấy chiếc ghế quyền lực này thì rất khó mà thắng. Bà cần phải có thế lực đỡ đầu chứ không thể đơn thương độc mã được. Trong chính trường Việt Nam, ai đơn thương độc mã thì sẽ bị loại ngay và luôn chứ không có cơ hội để leo cao nữa đâu. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, người được cho là đã giới thiệu bà Trương Thị Mai thay cho mình ngồi vào chiếc ghế trưởng ban tổ chức Trung ương. Trước đây thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhờ ông Nguyễn Tấn Dũng đỡ đầu mà bà đã vào đến tứ trụ, ngồi với chiếc ghế chủ tịch Quốc hội được một nhiệm kỳ. Nhìn vào tấm gương đó, bà Mai phải biết, dù cho là phụ nữ thì cũng phải tham gia một nhóm lợi ích để được cơ cấu vào những vị trí cao hơn. Đó là điều cần thiết trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Được biết vào phút chót, khi mà việc đấu đá trở nên gay cấn để sắp xếp một số vị trí tiếp theo cho Ban Bí thư và Chính phủ, thì ông Phạm Minh Chính đã giới thiệu bà Trương Thị Mai thay cho mình ngồi vào chiếc ghế trưởng ban tổ chức đầy quyền lực này. Bà Mai được người tiền nhiệm giới thiệu là bà đã nắm được một nửa vé cho chức trưởng ban tổ chức. Chỉ cần thêm một vài người nữa đồng ý thì chắc chắn chiếc ghế này bà Mai sẽ nắm được. Và theo thông tin cho biết, bà Mai đã được chọn sau sự giới thiệu của ông Phạm Minh Chính và sự ủng hộ của vài người khác. Đây là một cú bẻ lái ngoạn mục làm nhiều đấng mày râu trong Bộ Chính trị phải hổ thẫn và ghen tị. Bà Trương Thị Mai là ai? Câu hỏi được đặt ra. Bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, hiện 63 tuổi. Bà là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13 và chức cũ của bà là Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14. Bà nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 12, khóa 13, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, kiêm nhiệm thư ký kỳ họp Quốc hội. Chính vì vậy, nhiều người muốn bà tiếp tục vai trò trong Quốc hội với vị trí Phó Chủ tịch Thường trực. Mục đích là để chôn chân bà ở tại vị trí không mấy quyền lực này. Nhưng họ đã không thành công. Bà vốn là một lãnh đạo bên đoàn với chức vụ Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Thanh niên Việt Nam. Từ đoàn bà sang Trung ương và Đảng và sau đó vào Bộ Chính trị. Về học vấn thì bà Trương Thị Mai có học vị cử nhân lịch sử, cử nhân luật, thạc sĩ hành chính công, cao cấp lý luận chính trị. Bà là đại biểu Quốc hội Việt Nam từ năm 1997 ở các khóa 10, 11, 12, 13, 14 và kiêm nhiệm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Cuba. Bà cũng là Ủy viên Trung ương Đảng từ năm 2006 các khóa 10, 11 và 12 với sự nghiệp cộng tác thanh niên, Quốc hội và lãnh đạo Đảng, là nữ chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Việt Nam đầu tiên. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai chưa hề trải qua vị trí lãnh đạo địa phương. Điều đáng nói là bà Trương Thị Mai chưa hề qua một vị trí lãnh đạo địa phương nào cả. Đây là cản lực để có thể bố trí lên vị trí trưởng ban tổ chức Trung ương cho bà. Tuy nhiên, bà Mai vẫn trúng cử vào chiếc ghế đầy quyền lực này thì điều đó cho thấy lời giới thiệu của ông Phạm Minh Chính có sức mạnh đến như thế nào. Ở sân khấu chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thế lực giới thiệu rất quan trọng. Điều đó đảm bảo cho bà Mai một tương lai tốt hơn. Và người phụ nữ này sẽ làm cho nhiều đấng nam nhi phải nể sợ tại Trung ương khóa 13 2021-2026 và sẽ là chìa khóa mà bà Trương Thị Mai đóng vai trò là người phụ nữ sẽ thay thế cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong vị trí người phụ nữ quyền lực nhất Việt Nam. Xét về tứ trụ trong Bộ Chính trị thì bà Trương Thị Mai sẽ không bằng bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nhưng xét về thực quyền thì bà Trương Thị Mai có khi còn có thực quyền nhiều hơn. Khác với các đấng nam nhì, phụ nữ ít dính đến tham nhũng hơn, nhưng một khi bà Mai ngồi vào chiếc ghế trưởng ban tổ chức thì đối thủ của bà cũng khó mà đánh phá bà cho được. Vậy nên, dù bà Mai có tạo thành thế lực không mạnh như ông Phạm Minh Chính, nhưng vị trí mới của bà vẫn vững vàng, đó là điều người ta có thể nhìn thấy được. Đây là hình ảnh của bà Trương Thị Mai đã được ông Phạm Minh Chính ủng hộ rất lớn. Với vị trí mới nhất, bà Mai có tiếng nói rất lớn trong việc nên thuyên chuyển ai, nên thăng chức cho ai, nên bãi chức ai. Chính vì quyền lực đặc trưng đó mà bà Mai sẽ làm nhiều đấng mày râu từ cấp tỉnh đến cấp bộ phải nể sợ. Được biết, việc thuyên chuyển lên chức hay mất chức của quan chức cấp tỉnh hoặc thuộc vào ban bí thư
quản lý mà cụ thể là trong tay bà Mai. Với việc cài bà Mai vào ghế cũ, ông Phạm Minh Chính có thể sẽ điều khiển nhân sự cả nước thông qua bàn tay của bà Trương Thị Mai. Chính vì vậy, bà sẽ làm nhiều đứng làm nhì phải e sợ chứ không thể xem thường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Hai ngày 8 tháng 3 năm 2021 với bản tin Nhờ Phạm Minh Chính, Trương Thị Mai bẻ lái ngoạn mục sang trưởng ban tổ chức Trung ương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.